ba mục tiêu chính. Thứ nhất đó là sẽ giải thích được bệnh căn và bệnh sinh của bệnh sâu răng. Được chưa? Thứ hai là sẽ trình bày được triệu chứng, chẩn đoán, nguyên tắc và hướng xử trí của bệnh sâu răng. Và thứ ba là các bạn sẽ ứng dụng những cái gì các bạn đã học được thì vào trong tư vấn dự phòng và điều trị bệnh sâu răng ạ. Định nghĩa thì sâu răng người ta định nghĩa đấy là một bệnh nhiễm khuẩn tổ chức cứng của răng. Và đặc trưng đó là bởi sự hủy khoáng của thành phần vô cơ và sự phá hủy thành phần hữu cơ, do đó sẽ tạo thành, từ đó sẽ tạo thành lỗ sâu. Được chưa ạ? Và nếu mà sâu răng chúng ta không điều trị kịp thời thì nó sẽ tiến triển đến tổn thương tủy răng và nặng hơn nữa là có thể tổn thương đến vùng cuống răng và nặng hơn nữa là có thể dẫn đến là cái răng này nó bị phải nhổ. Như các bạn thấy như trên cái hình trên slide ấy, thì đầu tiên nó chỉ là từ một lỗ sâu rất nhỏ thôi, nó chỉ tổn thương ở vùng men răng thôi, sau đó tiến triển đến vùng ngà răng, các bạn có thấy không ạ? Các bạn học về cấu trúc của răng rồi đúng không? Đúng không ạ? Dạ rồi. Thế cấu trúc của răng thì có những thành phần từ trong vào răng, từ trong, từ ngoài vào trong mà có những thành phần gì đấy ạ? Các bạn, từ ngoài vào trong là có những thành phần gì? Men răng, ngà răng và tủy răng. Đúng rồi, men răng, ngà răng và tủy răng đúng không ạ? Các bạn thấy này, đã ở sâu là sẽ sâu từ vùng men răng này, sau đó lại tiến triển tiếp vào vùng ngà răng, đến vùng tủy răng, được chưa ạ? Và cuối cùng nó sẽ viêm nhiễm đến cái vùng cuống là cái vùng chóp chân răng đấy ạ. Và có thể nặng hơn nữa là cái răng này để lâu ngày mà chúng ta không điều trị kịp thời thì chúng ta sẽ phải dẫn đến nhổ cái răng này đi. Về đặc điểm dịch tễ học thì bệnh sâu răng này là một trong những cái bệnh răng miệng rất là phổ biến và nó có thể xảy ra ở rất nhiều các lứa tuổi khác nhau. Có thể là từ các trẻ, từ những đứa trẻ 3 tuổi, 4 tuổi đã bắt đầu có sâu răng rồi, thậm chí là sâu răng rất nặng luôn, đến những người già ai cũng có thể bị sâu răng và nó sâu có thể là rất nhiều các mặt răng khác nhau. Đúng không ạ? Và để đánh giá cái sâu răng này thì người ta sẽ đánh giá thông qua cái chỉ số sâu mất chám. Và sâu mất chám thì viết tắt nó là DMF. Được chưa ạ? Và chỉ số sâu mất chám đối với một người thôi thì sẽ bằng tổng số răng sâu cộng số răng mất do sâu và số răng đã hàn. Và đối với một quần thể, ví dụ như khi chúng ta đi khám cộng đồng chẳng hạn, thì khi mà chúng ta đánh giá tỷ lệ sâu răng trên một cộng đồng thì chúng ta sẽ đánh giá dựa trên cũng trên tỷ số DMFT này. Và cái tỷ số DMFT của một quần thể sẽ bằng là tổng số sâu mất chám răng của từng cá thể chia cho tổng số người khám. Được chưa ạ? Có nghĩa là tổng số răng sâu cộng số răng mất do sâu cộng số răng ngã hàn của tất cả các cá thể chia cho tổng số người khám. Và cái DMF nếu mà viết hoa ấy, thì nó sẽ ký hiệu cho chỉ số sâu mất chám của người lớn. Còn nếu mà DMF viết thường thì sẽ thể hiện là chỉ số sâu mất chám ở trẻ em. Được chưa? Cái này các bạn hiểu chưa? Được rồi ạ. Tiếp theo là bệnh căn ạ. Thì cái bệnh căn này thì sẽ được thể hiện qua cái sơ đồ như trên hình, trong sách các bạn cũng có nhưng mà cái hình này nó quá mờ. Đấy, các bạn có thể nhìn trên sơ đồ này thì nó có rất nhiều các yếu tố. Sâu răng thì do có nhiều nguyên nhân khác nhau và nó có đều liên quan đến nhau. Ví dụ như là các yếu tố về các yếu tố mông xanh nước biển trong cùng ấy ạ. Đó là các yếu tố trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của sâu răng thì sẽ bao gồm là có cấu trúc của răng này, có ăn uống này, có vi khuẩn ở mảng bám răng này, có thời gian này, được chưa ạ? Tiếp theo là các yếu tố về môi trường miệng thì có một số các yếu tố ví dụ như là nước bọt, đường, rồi pH ở mảng bám răng, có fluoride đó. Ngoài ra còn các yếu tố khác ví dụ như là các yếu tố nhân chủng, ví dụ như về thu nhập, về bảo hiểm nha khoa, về trình độ, về hành vi vệ sinh răng miệng ăn uống, cũng như là
sự hiểu biết và thái độ về sức khỏe răng miệng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số các nguyên nhân. Đầu tiên là về răng ạ. Thì răng thì có rất là nhiều mặt khác nhau đúng không ạ? Răng là có mấy mặt đấy ạ? Về cấu trúc của một cái răng thì hôm qua các bạn học rồi đúng không? Thì nó có mấy mặt ạ? Theo cô là 5 mặt ạ. Ừ, đây là những mặt nào đấy ạ? Em theo cô là mặt trong, mặt ngoài, mặt gần, mặt xa và mặt chức năng ạ. Mặt chức năng hay còn gọi là mặt nhai đúng không ạ? Thường thì mình sẽ gọi luôn nó là mặt nhai. Còn ví dụ như ở các, đấy là vùng răng hàm. Còn ở vùng răng cửa thì cái mặt nhai này nó sẽ thay là rìa cắn, được chưa ạ? Thì thường ví dụ như là ở các răng hàm ấy, các bạn thấy là có rất là nhiều các hố rãnh khác nhau, hố rãnh phức tạp. Thế nên là ở cái sự bám thức ăn ở những cái hố rãnh này nó rất là nhiều. Mà nếu mà vệ sinh không tốt thì những, nó sẽ bắt đầu sâu từ những cái hố rãnh này đầu tiên. Còn ở cái phần múi răng là những cái phần ở phía ngoài ấy, đúng không ạ? Thì thường là có cấu trúc nó phẳng hơn, nó trơn láng hơn. Nên là thường mình sẽ ít sâu ở vùng múi răng này lắm. À, hố, ở những cái múi răng lắm. Mình sẽ thường ở những cái hố rãnh sâu đầu tiên. Được chưa ạ? Các mặt tiếp giáp có nghĩa là sao ạ? Là các mặt bên phía gần và phía xa đúng không ạ? Thì các mặt bên này các bạn sẽ khó vệ sinh hơn nếu như các bạn không dùng thêm các phương pháp vệ sinh như là chỉ tơ và tăm nước, mà mình chỉ dùng mũi đánh răng thôi. Hoặc là mũi đánh răng thì mình sẽ chỉ đánh ở bàn chải, mình sẽ chỉ tiếp xúc ở phía mặt nhai, mặt trong, mặt ngoài thôi đúng không ạ? Thế nên là các mặt tiếp giáp này thì sẽ có nguy cơ sâu răng cao hơn. Đó. Tiếp theo đó là các răng sữa. Thì vì cấu trúc của các răng sữa này, cấu trúc men răng cũng như ngà răng của các răng sữa này, thì theo người ta nghiên cứu là có nguy cơ sâu răng cao hơn răng vĩnh viễn. Và ở những cái răng sữa này, nếu mà đã sâu thì thường nếu mà đã sâu từ mặt bên vào mà mình không phát hiện kịp thời thì nó tiến triển rất nhanh. Thành ra là nó sẽ từ một độ sâu mặt bên, từ một răng nhé, nó có thể sâu thành hai răng luôn và có thể tiến triển vào tủy cực kỳ nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với ở người lớn. Thế nên là các bạn trẻ con này là phải đi khám răng định kỳ thường xuyên để phát hiện ra lỗ sâu, cái là mình phải có phương pháp để mình xử trí luôn, nếu không là vào tủy nhanh kinh khủng luôn. Thấy chưa ạ? Một số răng có khiếm khuyết về cấu tạo, ví dụ như là các răng thiểu sản men. Thiểu sản men là sao? Có nghĩa là các răng mà có cấu trúc men răng nó không tốt, nó không hoàn thiện như răng bình thường. Bạn hiểu nôm na là như thế thì người ta gọi là thiểu sản men. Thì những cái răng này do làm cấu trúc men nó không được hoàn thiện, thế nên là nó sẽ dễ sâu răng hơn so với những răng bình thường. Được chưa ạ? Những răng mọc lệch lạc là những răng, là những răng như nào ạ? Răng mọc lệch lạc là những răng như nào hả các bạn? Có thể là răng mọc không đúng vị trí hoặc là không đúng hướng. Đúng rồi, đấy là những răng mọc không đúng vị trí ạ. Thì những cái răng này do là nó đã không đúng vị trí rồi đúng không? Thế nên là khi mà mình vệ sinh răng miệng ấy, cái bàn chải của mình nó rất khó vào những cái vị trí như thế. Thế nên là nó sẽ tăng nguy cơ sâu răng hơn so với những răng mọc thẳng trục. Nên là những cái bạn nào mà răng khớp khểnh nhiều ấy, thì thường là có tỷ lệ sâu răng sẽ cao hơn. Hoặc là có những cái ví dụ như là mảng bám vi khuẩn cao răng ở những cái vùng đấy nó cao hơn ở những cái vùng răng mà răng mọc thẳng. Được chưa ạ? Răng đã được gấm khoáng đầy đủ, nghĩa là răng đã mọc hoàn thiện rồi, hoàn thiện ở trong miệng rồi, thì sẽ có nguy cơ sâu răng thấp hơn so với những răng mới mọc. Đó. Đó là một vài những cái yếu tố về răng. Được chưa ạ? Về chế độ ăn thì có rất nhiều các loại đường thì có khả năng gây sâu răng, ví dụ như là saccharose, glucose. Được chưa ạ? Đường ngoại sinh, ví dụ như là các loại đường từ trong nước hoa quả đóng chai ấy ạ. Sữa hoặc là siro hoặc là thuốc, bánh kẹo,
đó, thì đều có khả năng sâu răng cao hơn so với đường nội sinh là những đường từ có nguồn đường từ hoa quả và rau. Các loại nước, các loại axit mạnh có trong các thực phẩm có ví dụ như là nước ngọt này, hay nước có ga này, hoặc là các nước chanh vắt thì cũng gây ra sâu răng cao. Đó. Thế các bạn hiểu cái câu là cách thức và tần suất ăn đường quan trọng hơn tổng lượng đường tiêu thụ như thế nào? Các bạn, cách thức của tần suất ăn đường quan trọng hơn tổng lượng đường tiêu thụ có nghĩa là như nào ạ? Theo các bạn hiểu là như nào? Kiểu như là lượng đường mình ăn kiểu ăn nhiều đường nhưng kiểu lượng ít mỗi lần thì sẽ bị thì mỗi mình ăn nhiều quá thì sau mình không vệ sinh răng miệng đầy đủ thì sẽ gây 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 sâu răng. Có nghĩa là ăn nhiều đường thì sẽ bị gây sâu răng đúng không ạ? Ý bạn là như thế đúng không? Kiểu chia nhiều lần bữa, nhiều bữa. Tức là chia nhiều bữa. Ok. Thì có nghĩa là nhá, ví dụ như các bạn có thể ăn rất nhiều đường, nhưng các bạn ăn tập trung cho một giờ thôi, trong một ngày thôi, các bạn hiểu không ạ? Và sau đó các bạn vệ sinh răng miệng kỹ thì có thể các bạn không bị sâu răng đâu. Nhưng ví dụ như các bạn trẻ con ấy, mà các bạn ấy ăn kẹo giải rác trong cả ngày ạ, được không ạ? Mặc dù lượng đường không nhiều nhưng mà các bạn cứ ăn giải rác cả ngày như thế thì lúc nào men răng của mình cũng được tiếp xúc với đường, đúng không ạ? Và mình cũng không thể nào mà cứ ăn xong mỗi kẹo bị vệ sinh được. Thế nên là nó sẽ có nguy cơ sâu răng rất cao. Đó, được chưa ạ? Thế nên là có nghĩa là ví dụ, thế nên câu này mình hiểu nôm na là mình ăn nhiều cũng được nhưng mình chỉ ăn tập trung trong một giờ nhất định thôi, thì cái việc cái sự sâu răng của mình nó sẽ ít hơn so với việc là mình ăn ít nhưng mà mình ăn giải rác cả ngày, được chưa ạ? Và một số các tiếp theo là một số các thực phẩm có khả năng chống lại sự mất khoáng, như các bạn có thể bổ sung thêm ví dụ như là phô mai hoặc là rau hoặc là kẹo cao su có thành phần silicon, được chưa ạ? Về nguyên nhân tiếp theo đó là vi khuẩn ở trong mảng bám răng. Mảng bám răng là gì hả các bạn? Thưa cô, nó là một mảng dính chứa bao phủ răng và chứa vi khuẩn. Đó, mảng bám răng nhiều nôm nên là như thế thôi. Thì ở trong cái mảng bám răng đấy có rất nhiều các loại vi khuẩn khác nhau. Đó, nhưng mà nhiều như vậy nhưng mà không phải là loại vi khuẩn nào cũng gây ra tình trạng sâu răng. Và nếu mà vi khuẩn mà liên quan đến sâu răng thì nó sẽ thuộc hai nhóm vi khuẩn như sau. Đó là vi khuẩn sinh axit làm hủy khoáng bề mặt men răng. Và loại vi khuẩn thứ hai đó là vi khuẩn phân giải protein làm tiêu đi tổ chức hữu cơ của men và ngà răng sau khi bị hủy khoáng. Và một số các vi khuẩn đặc hiệu ví dụ như là lactobacillus này, là streptococcus mutans này, hoặc là actinomyces. Những cái loại vi khuẩn này nếu các bạn nhớ được thì tốt, thì có thể là có thể trong những câu trắc nghiệm thi cũng có thể có những cái câu này. Dạ. Các bạn nhớ một vài các vi khuẩn đặc hiệu gây sâu răng. Đấy, thế nên là trong miệng ấy, khi mà mình đánh răng
mình thì nên là mình phải đánh làm sao mà trong miệng gần như là mình không dính mảng bám răng trong trên răng nữa, thì được chưa ạ? Rồi các bạn đánh răng xong mà các bạn lấy lưỡi các bạn già trên bề mặt răng mà các bạn vẫn thấy nó cứ sạn và nó không sạch ấy, không dít ấy, có nghĩa là trên bề mặt răng của mình nó rất nhiều mảng bám răng, và từ cái mảng bám răng này thì có thể có nguy cơ gây ra sâu răng, được chưa ạ? Tiếp theo là về nguyên nhân thời gian, thì cái thời gian này người ta nói là sâu răng chỉ phát triển khi mà phản ứng axit kéo dài và lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian. Thời gian tiếp xúc giữa axit và men răng càng dài thì hủy khoáng càng nhiều và sẽ gây sâu răng. Nó cũng tương tự cái ý lúc nãy của hỏi các bạn ấy, là tần suất ăn ấy, đúng không ạ? Và lượng đường ấy, được chưa ạ? Một nguyên nhân nữa cũng thể gây ra một tình trạng này đó là về nước bọt. Thì nước bọt thì có vai trò rất là quan trọng trong việc là bảo vệ răng, chống lại sự tấn công của axit, vì nó là tạo ra một cái hàng rào bảo vệ ngăn cản sự xâm nhập của ion H cộng vào răng, và ngăn cản, và đồng thời là cũng sẽ ngăn cản sự di chuyển của các chất apatit hòa tan từ răng ra môi trường miệng. Trong nước bọt thì có hai hệ thống đệm, đó là hệ thống phosphat và hệ thống bicarbonat. Thì cái này thì hơi sâu rồi, nhưng các bạn chỉ cần nhớ là có hai hệ thống đệm như thế, và có hai hệ thống đệm này thì có hiệu quả tốt trong việc tái khoáng hóa men răng, được chưa ạ? Và ngoài ra thì nước bọt còn có tác dụng làm sạch miệng. Ví dụ như là ở những người mà có lượng nước bọt nhiều ấy, thì sẽ có khả năng sâu răng, sẽ có khả năng làm sạch miệng tốt hơn. Còn ở những người mà hay bị khô miệng, ít nước bọt, thì cái việc làm sạch hở miệng nó kém hơn. Thế nên là mình sẽ phải bổ sung nước thường xuyên, đúng không ạ? Để trong miệng mình không bị khô. Thế nên là từ đó là mình sẽ có khả năng làm sạch miệng được. Đó. Ngoài ra là trong nước bọt còn có một số các loại kháng thể, ví dụ như là IgA hoặc IgG, thì các loại kháng thể này thì sẽ làm giảm hoạt động của các loại vi khuẩn, ví dụ như là Streptococcus mutans hoặc là Lactobacillus, được chưa ạ? Nguyên nhân tiếp theo là fluoride. Thì fluoride thì có vai trò lớn trong quá trình hủy khoáng cũng như là tái khoáng, và nó thúc đẩy quá trình tái khoáng hóa. Trong môi trường axit thì cái ion fluoride này sẽ phản ứng với các ion tự do, ví dụ như là ion canxi hoặc là PO4, tạo thành các tinh thể fluoride, fluoroapatit, được chưa ạ? Và cái tinh thể này thì ít tan hơn so với hydroxyapatit. Cái hydroxyapatit là cái thành phần chủ yếu của men răng và ngà răng. Và khi mà cái fluoride này hình thành thì nó sẽ giảm khả năng gây sâu răng hơn. Và ngoài ra thì cái fluoride này cũng sẽ ngăn cản sự biến dưỡng của vi khuẩn. Đó, đấy là một số các nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng sâu răng. Các bạn nắm được chưa ạ? Các bạn có thể kể lại được một số các nguyên nhân không ạ? Một số các nguyên nhân gây sâu răng là gì nhỉ các bạn? Em thưa cô, một số các nguyên nhân gây sâu răng có thể là do chế độ ăn, do vi khuẩn ở mạc bám răng, do thời gian của men răng tiếp xúc với axit, okay. Do nước bọt và do fluoride.
Nguyên nhân đầu tiên thì các bạn không quên à? Nguyên nhân đầu tiên là cái gì ạ? À, nguyên nhân đầu tiên là do mặt nhai của răng có nhiều và phức tạp. Ngoài mặt nhai ra nó còn có nhiều yếu tố khác mà, đúng không? Ví dụ như là răng trẻ em này. À, răng mọc lệch, răng sữa. Ừ, đó. Nó có rất nhiều các yếu tố như thế, nhưng mà nó chỉ yếu tố đầu tiên là răng, đúng không ạ? Răng thì có một số các yếu tố làm tăng nặng hơn, đúng không? Ví dụ như ở trên mặt nhai có nhiều hố rãnh này, hoặc là mặt bên nó sâu, răng dễ hơn, cao hơn này, đúng không ạ? Răng mọc lệch lạc này, hoặc là răng có những khiếm khuyết về men, đúng không? Thì nó sẽ có khả năng là sâu răng cao hơn so với những răng bình thường, đúng chưa ạ? Về chế độ ăn này, về vi khuẩn trong mảng bám răng này, thời gian nước bọt cũng như là cái sự cung cấp fluoride, được chưa ạ? Tiếp nhá. Tiếp theo là về bệnh sinh ạ. Thì thực ra là có rất nhiều các quan điểm khác nhau về quá trình hình thành của sâu răng. Và người ta thấy là luôn có sự tồn tại quá trình cân bằng động giữa hủy khoáng và tái khoáng. Và sâu răng chỉ xảy ra khi mà quá trình hủy khoáng diễn ra nhiều hơn so với quá trình tái khoáng, được chưa ạ? Và vi khuẩn ở trong các mảng bám răng ấy, nó sẽ tạo ra các axit, và các axit này sẽ là giảm độ pH ở trong miệng, và nó khi giảm đến một cái mức nhất định thì nó sẽ gây ra sự hủy khoáng ở tổ chức cứng của răng, được không ạ? Và khi các ion canxi này, hoặc là phốt phát này, hoặc carbonate này sẽ khuếch tán ra ngoài, và khi các tổ chức vô cơ của men răng tiêu nhiều thì mà nó chỉ còn trơ lại cái khung protein hữu cơ, thì từ đó là các vi khuẩn phân giải protein sẽ tiêu hủy các tổ chức hữu cơ này và sẽ hình thành các lỗ sâu răng. Và các vi khuẩn phân giải protein là các vi khuẩn gì đấy ạ? Các bạn có nhớ vi khuẩn gì không ạ? Vừa nói lúc nãy đấy ạ. Streptococcus, lactobacillus, actinomycin. Actinomycin ạ. Được chưa ạ? Đây, các bạn nhìn cái bảng này trong sách các bạn cũng có. Thì ví dụ cái HA người ta ký hiệu là của cái Hiroshi apatit, đúng không ạ? Cái này là cô vừa nói hôm nay, đây là thành phần chủ yếu của men răng, cấu trúc men răng và ngà răng, được chưa ạ? Khi mà cái pH ở trong miệng ấy nó xuống đến dưới ngưỡng 5,5, đúng không ạ? Thì nó sẽ gây ra quá trình hủy khoáng, có nghĩa là phá hủy cái Hiroshi apatit này, được chưa ạ? Còn nếu mà khi mà chúng ta cung cấp thêm cái thành phần fluoride thì nó sẽ cái fluoride này nó sẽ tạo phản ứng với cái tinh thể Hiroshi apatit, tạo thành cái tinh thể fluoroapatit, đúng không ạ? Và đối với ngưỡng đối với cái tinh thể fluoroapatit này gây ra quá trình hủy khoáng sẽ là bao nhiêu đây ạ? Nhìn trên bảng là bao nhiêu ạ? Bốn phẩy năm đó, nghĩa là khi mà chúng ta cung cấp thêm cái fluoride thì có thể là pH nó xuống thấp hơn một chút thì nó mới diễn ra quá trình hủy khoáng, được không ạ? Thế nên là vì sao mà trong kem đánh răng nó có thêm thành phần fluoride này, hoặc là nó có các biện pháp về đường uống hoặc là đường bôi cho bề mặt răng để làm tăng thêm cái thành phần fluoride này, được chưa ạ? Các bạn hiểu cái bảng này chưa? Và còn khi mà cái pH nó thấp hơn hẳn, ví dụ như là xuống tầm 4, 3,5, 3 thì nó gây mòn răng, nó gây mòn toàn bộ các răng ở trong miệng luôn. Các bạn nhớ cái mốc nhé, pH 5,5 thì là ngưỡng cho HA gây ra quá trình hủy khoáng, còn pH mà 4,5 đó là cái ngưỡng cho cái tinh thể FA,
được chưa, gây ra quá trình hủy khoáng. Được chưa, bạn, các bạn nhớ hai cái thông số này nhé. Vâng ạ. Cái bạn này các bạn hiểu chưa? Cô có thể giải thích lại một lần nữa không? Đây nhá, ví dụ như là người ta nói là pH pH giảm xuống đúng không? Có nghĩa là pH thấp thì sẽ gây ra sâu răng, đúng không ạ? Được chưa, đúng không? Vâng ạ. pH thấp sẽ gây ra sâu răng. Ví dụ như cái HA là các bạn nhớ nhất là thành phần chủ yếu của men răng và ngà răng, được không ạ? Được chưa? Thì có nghĩa là bây giờ pH, cái ngưỡng của HA là 5,5 trở xuống, được chưa? Các bạn hiểu đơn giản, ví dụ từ 5,5 trở xuống sẽ gây ra sâu răng. Đối là nếu ở trong miệng không có tinh thể, nó chỉ có HA thôi, tức là nó chỉ có thành phần men răng, ngà răng bình thường thôi, được chưa? Thì nếu mà pH nó xuống dưới thấp 5,5 thì nó sẽ gây ra tình trạng sâu răng, được không ạ? Có nghĩa là cái tình trạng hủy khoáng nó lớn hơn tái khoáng đấy, thì nó sẽ gây ra sâu răng, được chưa? Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta bổ sung thêm những thành phần fluoride, ví dụ như từ trên bề mặt răng, hoặc là bôi fluoride trên bề mặt răng với vani fluor, hoặc là có những chương trình nha, học đường đó, bổ sung thêm fluoride, được không ạ? Thì cái pH để gây ra sâu răng là 4,5. Tức là mình bổ sung thêm, thì mình bổ sung thêm cái thành phần fluoride đấy thì pH nó thấp hơn thì nó mới gây ra tình trạng sâu răng. Có nghĩa là mình bổ sung fluoride này là tốt, đúng không ạ? Vâng ạ. Đó, các bạn hiểu chưa ạ? Có nghĩa là trong miệng, chỉ là trong miệng bình thường thôi, thì ngưỡng 5,5 nó gây ra tình trạng thấp trở xuống thì nó sẽ gây ra tình trạng sâu răng, được chưa? Còn nếu mà như trong miệng được bổ sung thêm các thành phần fluoride thì đến ngưỡng 4,5 nó mới gây ra tình trạng sâu răng. Hiểu không ạ? Dạ vâng ạ. Hiểu chưa? Hiểu cái bảng này chưa? Dạ rồi ạ. Đó, các bạn chỉ cần hiểu đơn giản thế thôi chứ. Tiếp nhé, về sâu răng thì mình có hai loại sâu răng chính, đó là sâu men răng và sâu ngà răng. Thì sâu men răng nó là gì? Sâu men răng nó chỉ sâu ở cái phần men thôi, đúng chưa? Và sâu men răng này thì nó sẽ không có triệu chứng cơ năng ở toàn thân, và cái sâu men này không gây bất kỳ một cái triệu chứng gì hết, không gây đau, không gây ê buốt, không có một cái biểu hiện gì cả. Nó chỉ là ở trên bề mặt răng ấy, khi mà bình thường thì các bạn sẽ không nhìn thấy gì cả, nhưng mà khi chúng ta thổi khô thì có thể thấy những cái vết phấn màu trắng như ở trong, như bên hình, như trên hình này. Các bạn thấy ở cái vùng cổ răng không? Vùng cổ răng ở hai răng cửa ở trước, ở các răng cửa bên hoặc răng nanh, nó có cái vân vệt vệt màu trắng nhé. Các bạn có thấy không ạ? Có nhìn thấy không ạ? Có. Có. Đó, đó là những cái vết mà có nghĩa đây là sâu men. Nhưng mà chỉ khi chúng ta thổi khô chúng ta mới nhìn thấy những cái vết này, được không ạ? Và khi chúng ta chụp X quang lên thì có thể là thấy có sự mất khoáng, mất hình ảnh liên tục. Có nghĩa là bình thường ở cái vùng đường viền ngoài của răng thôi, khi chúng ta chụp lên chúng ta chỉ thấy là cái phần bình thường ta, nếu răng không sâu thì nó là một cái đường liên tục ở phía phần men răng phía ngoài. Nhưng tuy nhiên nếu mà bị sâu thì thấy nó mất liên tục, nó hơi có kiểu hình răng cưa, hoặc là nó không được liên tục lắm ở cái phần đường viền phía ngoài của răng, đúng không ạ? Và cái sâu men này thì có thể được phát hiện bằng các kỹ thuật hỗ trợ khác, ví dụ như là dùng các chất chỉ điểm sâu răng hoặc laser huỳnh quang thì nó sẽ nhìn rõ hơn. Còn nếu như thông thường chúng ta khám thì chúng ta chỉ nhìn thấy những cái vệt này khi chúng ta thổi khô thôi, được chưa ạ? Các bạn nhớ cái triệu chứng này nhá. Về chẩn đoán xác định, đó, chẩn đoán xác định thì vệt phấn trắng khi thổi khô, hoặc là những các phương tiện hỗ trợ chẩn đoán sớm. Và cái sâu men này thì thường người ta sẽ chẩn đoán phân biệt với tình trạng răng nhiễm fluoride.
Có nghĩa là nhiễm fluoride bình thường mình chỉ bổ sung cho một cái lượng nhất định thì nó tốt. Nhưng mà ví dụ như là mình bổ sung fluoride theo các đường khác nhau nó quá liều đi thì nó sẽ gây ra cái tình trạng răng nhiễm fluoride. Và cái răng nhiễm này thì có nhiều tình trạng khác nhau, ví dụ như là nhiễm từ mức độ nhẹ đến nặng như các bạn nhìn thấy trong hình. Và những cái sâu men này thì mình sẽ phân biệt với các răng nhiễm fluoride. Và một đặc điểm của các răng nhiễm fluoride này là nó sẽ nhiễm trên nhiều răng, trên nhiều các răng khác nhau. Như cái sâu men kia thì nó có thể chỉ là một vài răng thôi, nhưng cái răng nhiễm fluoride này nó gần như là toàn bộ khung răng, đúng không ạ? Hoặc là có tính chất đối xứng này. Và có một điểm nữa đó là các răng này mà khi chúng ta nhìn bằng mắt thường thôi, chúng ta đã nhìn thấy răng có sự thay đổi màu rồi, còn chưa cần phải thổi khô. Có những răng sâu men kia chúng ta cần phải thổi khô thì chúng ta mới có thể nhìn thấy những vệt phấn trắng. Được chưa ạ? Các bạn nắm được cái chuẩn đoán phân biệt thấy chưa ạ? Rồi. Về điều trị thì tất cả những cái hình cái sâu men thì chúng ta không tạo, còn chúng ta không tạo lỗ sâu mà chúng ta chỉ điều trị bằng cách là tăng cường tải khoáng hóa men răng, ví dụ như là bổ sung thêm fluoride, được chưa ạ? Tiếp theo là về sâu ngà răng. Sâu ngà thì có nghĩa là khi mà chúng ta sâu từ lớp men, nó phá hủy hết lớp men rồi, nó sẽ tiến tới là tiếp là tiến tới lớp ngà răng. Và sâu ngà răng thì có hai loại là sâu ngà răng đang tiến triển và sâu ngà giai đoạn ổn định. Về triệu chứng thì những đợt mà sâu răng tiến triển thì bệnh nhân sẽ thấy ê bốt răng khi gặp các kích thích, ví dụ như là khi ăn nóng lạnh chua ngọt đó. Và khi mà không sẽ không có triệu chứng toàn thân, nghĩa là bệnh nhân sẽ không đau gì cả, không sốt gì cả đó. Về tại chỗ thì khi chúng ta thăm khám ấy thì có thể thấy đã tạo thành các lỗ sâu. Và ở các lỗ sâu này thì trong các đợt răng tiến triển thì sẽ thấy là có các đáy lỗ sâu. Khi chúng ta thăm khám lỗ sâu, chúng ta sẽ phải thăm khám về đáy lỗ sâu này, về kích thước của lỗ sâu, được chưa ạ? Và ở trong giai đoạn sâu răng đang tiến triển thì sẽ thấy là đáy có màu nâu vàng, sẽ có nhiều ngà mềm, ngà mủn và sẽ ê buốt khi kích thích. Đó. Còn nếu mà sâu ngà răng ở trong giai đoạn ổn định thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta kiểm tra lỗ sâu ấy thì sẽ thấy là có đáy màu đen hoặc là màu nâu sẫm, cứng, ít ngà mềm ngà mủn và có ê buốt hoặc là không ê buốt khi chúng ta kích thích. Được chưa ạ? Và khi có các lỗ sâu này thì chưa có điểm hở tủy ở trên răng. Khi chụp X quang thì sẽ thấy là có những cái hình ảnh tổn thương thấu quang ở trên răng, tuy nhiên là chưa xâm phạm đến vùng tủy. Và khi thử tủy là gì ạ? Thử tủy là chúng ta thử cái sự sống của tủy, được chưa ạ? Và nếu mà dương tính có nghĩa là tủy vẫn còn sống, còn nếu là âm tính thì có nghĩa là tủy chết. Thì trong cái trường hợp là tình trạng sâu ngà răng và sâu men răng này thì thử tủy để chúng ta cho kết quả là dương tính. Các bạn đã nắm được cái triệu chứng của sâu ngà răng chưa ạ? Dạ rồi ạ. Nếu bạn nhắc lại đi, sâu ngà răng này có những triệu chứng như thế nào ạ? Như cô là sâu ngà răng có triệu chứng là với những đợt răng tiến triển thì bệnh nhân sẽ thấy ê buốt khi gặp các kích thích như là nóng lạnh chua ngọt ạ. Triệu chứng toàn thân không có ạ. Tại chỗ thì thấy có lỗ sâu chưa hở tủy trên răng ạ. Nếu mà đợt sâu răng tiến triển thì sẽ thấy lỗ sâu có đáy nâu vàng, có nhiều ngà mềm, nhà mụn, ê buốt khi kích thích.
thời kỳ ủ bệnh thì đầy nốt sâu màu nâu đen hoặc nốt sẫm, có ít ngà mềm ngà mụn, e bút ít hoặc không e bút ít thế. Thử tùy nhìn, nếu mà dương tính thì tùy vẫn còn sống ạ. Không, quang thì cái này chắc chắn là nó là dương tính rồi, đúng không? Vâng ạ. X quang thấy hình ảnh tổn thương tổ chức chưa, tổ chức cứng chưa thấu tủy nữa. Đọc trong sách này đúng không? Tiếp nha, đấy là triệu chứng ạ. Được chưa ạ? Cái sâu răng này nó không gây đau, nó chỉ gây ê bút kiểu kích thích thôi. Được chưa ạ? Đây là tình trạng, đây là đây các bạn nhìn trên hình này. Đấy, nó đã tạo thành lỗ sâu rồi. Được chưa ạ? Và lỗ sâu thường nó sẽ đi từ các hố rãnh ở trên mặt nhai đi ra. Đó. Và sau khi chúng ta làm sạch cái lỗ sâu thì nó có sang cái hình B. Được chưa ạ? Về chẩn đoán xác định thì ở giai đoạn sâu ngà đang tiến triển thì chúng ta sẽ xác định bằng cách là có ê buốt này. Được không? Ê buốt kiểu kích thích này. Và khi hết kích thích là hết ê buốt. Được chưa ạ? Lỗ sâu thì chưa hợp tủy này, đáy nâu vàng, nhiều ngà mềm ngà mụn, đấy là các triệu chứng của giai đoạn tiến triển, sâu ngà tiến triển. Đó, còn nếu mà trong giai đoạn ổn định thì răng thì sẽ thường là sẽ không ê buốt đâu. Lỗ sâu cũng chưa hợp tủy, đáy thì đã chuyển sang màu đen, nâu đen, thường là cứng và ít ngà mềm ngà mụn, và chắc chắn là thử tủy là dương tính rồi. Được chưa ạ? Và khi các bạn chẩn đoán sâu răng thì các bạn cũng sẽ chẩn đoán là ở sâu răng giai đoạn tiến triển hoặc là sâu răng ở giai đoạn ổn định, sâu ngà răng ở giai đoạn tiến triển hoặc là sâu ngà răng ở giai đoạn ổn định hoặc là sâu men răng. Được chưa? Các bạn ghi rõ như thế. Được chưa? Các bạn nắm được chưa? Về chẩn đoán phân biệt thì chẩn đoán sẽ chẩn đoán phân biệt với mòn cổ răng và viêm tủy có khả năng hồi phục. Thì cái viêm tủy có khả năng hồi phục này thì các bạn sẽ học ở cái bài tiếp theo, thì nếu các bạn sẽ học thì trên hình các bạn đây là hình ảnh của mòn cổ răng. Cái mòn cổ răng này thường là do những có sự sang chấn khớp cắn làm cho cái phần cổ này nó bị xoắn vặn, gây ra làm mất cái tổ chức men răng ở ngà răng cái vùng cổ này. Và thường đây là cái tổ chức nó mất tổ chức cứng của răng, nhưng mà không phải nguyên nhân do sâu răng, thấy chưa ạ? Và thường là nó sẽ có hình chêm đầy nhẵn, và ở những cái vùng này thường không có ngà mềm ngà mụn. Đó. Các bạn có nhìn thấy hình các răng số 3, số 4, số 5 ở hàm trên ấy ạ? Đấy, cái vùng cổ răng nó bị mất tổ chức men ngà, đúng không ạ? Đấy được gọi là hình ảnh mòn cổ răng ạ. Và chẩn đoán phân biệt với bệnh lý thứ hai đó là về viêm tủy có khả năng hồi phục. Thì tí nữa các bạn sẽ học, tí nữa sẽ nhắc lại cho các bạn sau nhé. Về điều trị thì cho các bạn là sâu ngà răng thì chúng ta sẽ điều trị như nào ạ? Các bạn đoán thôi. Thế cô là có thể đi hàn răng. Ừ, đúng rồi, mình hiểu nôm na nó đi hàn răng đúng không ạ? Tại vì sao ạ? Đối với men răng thì nó chưa hình thành lỗ sâu đúng không? Thế nên là mình sẽ không mở mở cái răng ra này, không mở răng ra để mình hàn làm gì cả. Mình chỉ gọi là tái khoáng hóa men răng thôi. Còn đối với cái sâu ngà răng như này là nó đã thành lỗ sâu đúng không ạ? Mà đã tạo thành lỗ sâu là mình phải có những cái biện pháp phục hồi lại cái lỗ sâu đấy. Và thông thường thì mình gọi là đi hàn răng, đúng chưa? Hay còn gọi là phục hồi hình thể thân răng, đúng không ạ? Các bạn hiểu chưa ạ? Dạ rồi ạ. Đó, bài sâu răng nó chỉ có thế thôi. Các bạn có thắc mắc gì bài này không? Thế sâu men răng thì đặc trưng là cái gì ạ? Đặc trưng của tổn thương là cái gì ạ? Sâu men răng đặc trưng nó là cái gì ạ các bạn? Có vết màu trắng phấn ạ.
Vết phấn trắng mình thấy khi nào ạ? Khi mình thổi khô răng ạ. Ừ, khi thổi khô răng, được chưa ạ? Các bạn nhớ nhá, vết phấn trắng khi chúng ta thổi khô răng. Còn ngà răng thì có sâu ngà răng thì sao ạ? Vì đặc điểm của nó là như nào ạ? Các bạn nói một vài ý chính thôi, không cần phải đọc hết trong sách ra đâu. Có cảm giác ê buốt khi gặp những kích thích và thấy những lỗ sâu nhưng mà chưa hở tủy ở trên răng ạ. Ừ. Các bạn nhớ nhá, là sâu ngà răng ấy nó có ê buốt cực kích thích đúng không? Nhưng tuy nhiên là khi chúng ta hết kích thích thì cái sự ê buốt này nó cũng sẽ dừng lại luôn, để tí nữa chúng ta sẽ phân biệt với một cái bệnh lý là viêm tủy có hồi phục, được chưa ạ? Có ê buốt khi kích thích và khi dừng kích thích nó sẽ hết ê buốt, được chưa ạ? Được chưa các bạn? Cái này các bạn nhớ nhá, nhớ các triệu chứng để chúng ta còn phân biệt các mặt bệnh với nhau. Em cô về hàn răng thì đấy có phải là một cái biện pháp điều trị tạm thời không ạ? Bởi vì em thấy hàn răng xong có thì sau rồi nó vẫn sẽ bung ra. Thực ra thì sâu hàn răng thì nó gọi là không phải phương pháp tạm thời, nó là phương pháp hàn cố định luôn ạ. Nhưng tuy nhiên là nếu mà có tình trạng mà bị bung của mối hàn thì có thể chúng ta phải xem xét lại. Ví dụ như là có thể là mối hàn đấy nó hàn từ rất lâu rồi, được không ạ? Hoặc là cái khi chúng ta hàn răng chúng ta tạo lưu cái chất hàn ở trên bề mặt răng nó không tốt đó, hoặc là cái chất hàn của chúng ta có vấn đề gì đấy, cách thức hàn không đúng thì có thể gây ra cái tình trạng là bị bung cái mối hàn đấy, được không ạ? Chứ nó không phải là tình trạng tạm thời, không, nó không phải là cách điều trị tạm thời. Em thưa cô, vậy khi mà hàn răng thì tầm mấy năm thì mình đi hàn lại, bao nhiêu năm thì mình nên đi hàn lại? Thực ra là bao nhiêu năm thì không nói được là bao nhiêu năm, nhưng mà ví dụ như là các bạn phải đi kiểm tra răng định kỳ, ví dụ như là 6 tháng các bạn đi kiểm tra răng định kỳ một lần thì các bạn sẽ kiểm tra luôn là mối hàn mình có vấn đề gì không. Nếu như mà các mối hàn của mình mà nó kín khít, khi mà già cái dụng cụ ấy, trên cái bề mặt mối hàn đấy, bề mặt răng của mình nó kín khít ấy, thì có thể là mình yên tâm là nó chưa có vấn đề gì. Nhưng tuy nhiên là ở những cái rìa của mối hàn đấy nó tạo thành những cái vết màu đen đen này, hoặc là khi chúng ta già đi cái dụng cụ vào những nơi tiếp xúc giữa cái chất là cái mối hàn đấy và cái bề mặt răng của mình, nó có những cái điểm mắc. Ví dụ mình đưa dụng cụ, đưa cái 800 mà mình kẹo, mình già nó bị mắc cái 800 ở đấy chẳng hạn, thì có thể là cái mối hàn này nó đã bị sứt vỡ rồi, lúc đấy mình cần phải hàn lại. Chứ còn thời gian bao nhiêu lâu thì khó nói lắm, nó còn tùy thuộc vào chất hàn nữa. Ví dụ như là trong răng hàm mặt thì có nhiều chất hàn khác nhau, điển hình ví dụ như là GIC hoặc là composite, thì những cái mối hàn GIC thì nó có thể kém mềm hơn so với mối hàn composite đó. Cảm ơn em. Hoặc là nó có thể tình trạng sâu tái phát ở phía dưới đáy lỗ sâu nữa. Ví dụ như là chúng ta ban đầu chúng ta hàn răng chúng ta không lấy hết những cái phân ngà mềm ngà mủ từ đáy lỗ sâu này, thì có thể có khả năng sâu tái phát này. Hoặc là khi mối hàm mà nó đã bị có những cái điểm hở, điểm vỡ và chúng ta không đi hàn răng lại luôn ấy, thì nó có thể gây sâu tái phát đó, thì nó sẽ, thì những trường hợp như thế các bạn cần phải đi hàn lại ngay. Các bạn có hỏi gì nữa không, cái phần này nữa không ạ? Các bạn hỏi nhé. Nếu không có câu hỏi thì nữa thì nghỉ một chút nhé, nghỉ 10 phút xong rồi mình vào bài về tủy răng và bệnh quanh răng và bệnh cuống răng nhé.